Messi tiết lộ điều hối tiếc duy nhất trong sự nghiệp. Dù được nhiều người công nhận là một trong những cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất mọi thời đại, song Lionel Messi vẫn canh cánh bởi sự tiếc nuối lớn nhất trong sự nghiệp thành công của mình. Cùng với Cristiano Ronaldo, Lionel Messi được coi là biểu tượng của bóng đá đương đại. Ngôi sao người Argentina, Messi dành phần lớn sự nghiệp của mình tại Barcelona trước khi chuyển đến PSG và hiện tại đang khoác áo Inter Miami tại giải bóng đá nhà nghề Mỹ, MLS. Năm ngoái, Messi đã có được danh hiệu mà anh còn thiếu là danh hiệu vô địch World Cup 2022. Messi hối tiếc vì không tận hưởng thời gian tại Barca dưới thời Pep. Tuy nhiên, số 10 lẫy lừng của bóng đá Argentina nói riêng và bóng đá thế giới nói chung đã bộc lộ điều hối tiếc lớn nhất của anh trong sự nghiệp thành công được vạn người nể phục. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn trước giới truyền thông, Messi nói rằng anh rất tiếc vì đã không tận hưởng khoảng thời gian ở Barcelona dưới thời Pep Guardiola. Messi tuyên bố anh không coi trọng, thực sự, những danh hiệu mà anh giành được cùng đội bóng thần kỳ của Pep. Nếu có một điều tôi hối tiếc suốt thời gian qua thì đó là việc không tận hưởng thời gian tại Barca. Bởi vì tại thời điểm đó, bạn phải thi đấu cứ 3 ngày là một trận và bạn bị mắc kẹt trong bong bóng đó, Messi chia sẻ. Tôi sẽ thích cái gì hơn ư? Tận hưởng từng ngày, tập luyện, cách Pep Guardiola chuẩn bị các trận đấu, cách chúng tôi đối đầu với đối thủ. Trong suốt sự nghiệp của tôi nhận thấy rằng đây là một điều gì đó vô cùng độc đáo mà tôi không bao giờ có được.